nhau thì cũng vậy thôi. Mày mệt dữ không nha? Mình nói chuyện cho nó quên. Đang đi trên quốc lộ 50 từ Gò Công hướng về thành phố Mỹ Tho. Thanh Hạnh, đường Thái Thanh Hạnh. Vô đường cao đẳng y tế. Cái đâu cô chỉ à? Con nhớ cây xăng Ngọc Quy ha. Nó hơi xéo góc cây xăng Ngọc Quy chút. Nãy giờ còn me nè. Me. Tại vì gặp đây ăn me khỏe nè, khỏi đi đâu. Khỏi thay lá me đâu, khỏi mua. Mới ra. Lộ me mới đúng hả? Mà vừa có trái đi ăn. Chua chứ. Mình ăn bán nữa. Trời ơi. Có ăn mà vừa bán. Nhìn chỗ làm giấy tờ xe. Cái xe Ngọc Quy nằm đâu rồi? Trên cái dẹp sao? Rồi qua được không? Dạ. Chịu qua không? Qua. Chưa thấy cái xăng nào hết mà. Qua giờ không? Đúng là tại vì nó qua cái cua này nè. Rồi con dừng lại đi con. Con đây. Được. Thằng chủ cái xe nó cô cái
Bánh xanh mình sẽ ăn. Nhỏ, phải đòi gọi cho nó ăn dần nằm dậy xong. Mà rút cũng đây là đường Hồng Lạc, thành phố Mỹ Tho. Tại vì bây giờ trời nắng quá rồi mình đi đi. Rồi mình đem về bác mẹ đó, mình ghé mình thăm miếng, mình vô nhà đó mình quậy một chút. Chứ bây giờ... quậy thì lên máu nữa. Anh, cái hôm tối nay mình chiều nay mình về mình ghé. Đúng rồi, không có không, nó cũng nghĩ vậy á, tại vì nó cũng nói là về cũng như là đi ghé nó rồi về ghé nó tặng cho biết nhà rồi chơi đó. Nói để về cái đường đường. Vậy là trên xe thì có người buồn nhất á hả? Có đó, con. Nãy giờ hơi đau lòng. Có người buồn đó nha. Thiệt tình luôn. Nói ở đây thôi nghe thôi nghe. Bởi vậy, không mà lo ở dưới cũng biết nữa. Bà vợ á. Trong nhà đừng nói vậy nha. Mà vợ cũng biết nữa đó nhỏ. Không có chịu vô nhà cũng đừng nói nha. À, mắt công ta lên máu đó. Làm bây giờ là trực chỉ luôn đó phải không? Đây là đường cắt ngang là đường Nguyễn Quỳnh Đức. Đó còn đỡ ngoài xa 75. Tôi nói thiệt chứ không nói nhiều chi cả nửa tháng rồi chứ biết đâu rồi. Hồi đó còn hồi đó đó là nước tương thì ăn không có nước tương phải nấu nước muối. Còn hồi đó bên dòng là ăn nước tương, ăn nước tương ông Ba Quý. Mà không không có người cúng dường. Nước cơm rồi đó, chắc nước cơm ra. Quậy với cái gì? Quậy với muối hả? Chứ đâu phải như bây giờ mà. Rồi ra là đường đốc Bình Kiều, hàng rào hái đọc keo rồi này kia vậy đó, rồi đó. Rồi thời gian đúng sau nữa bắt đầu thì ví dụ mà 76, 77, 78 là thất mùa đó. Ăn độ. À, trước đám rượu trước vô lịch sử nghe tức trong Thái Lan vô gạt ra. Ăn biết tới cái cây đu đủ. Bo tay luôn hả? Cây đu đủ. Cây đu đủ chặt ra kho, kho với nước muối. Mà có một cái món đó. Dạ. Có cái món mà nhờ nó dạ. Giờ tự nhiên hèm. Cái củ nừng á. Củ nừng nó ngon lắm. Mà điều cực lắm. Tại đâu vòng vòng vậy? Cắm, cắm giờ. Bắt buộc phải chạy ra gì bây giờ chở rãi đi thẳng lên đúng rồi à, mà nó cấm mình phải né. Rồi đó mình nói cây lũ đủ gan ruột ở trong chặt ra co. Tới mùa bắp tay thì cứ ban bắp tay miết 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 hiện nào để chặt cái bắp tay thôi. Sáng bắp tay, trưa bắp tay, chiều bắp tay, ngọt ngọt. Trung Trực
Đức. Đường mặt phải đúng phải không? Dạ, quẹo trái đúng à. Quẹo mặt phải vô chợ cũ. Rồi rồi. Bây giờ tới đây quẹo trái nè. Dạ, quẹo trái lên cầu Nguyễn Trãi nè. Quẹo trái lên cầu á. Này lên cầu Nguyễn Trãi. Này đi thẳng vô trong đó là chùa Vĩnh Nghiêm hả? Vĩnh Càng. Vĩnh Càng. Ở Vĩnh Nghiêm thành phố. Vĩnh Phước. Đó. Mình về mình tẻ ra vai mình về luôn. Về ra quốc lộ 50. À, quốc lộ 50 đi gọn chút. Rồi đi nếu mà về mình... Đây là 10 đường Nguyễn Văn Giáp. Khỏi đi vô Nguyễn Trãi. Cầu quay thì nó cũng cấm luôn. Cầu Nguyễn Trãi, thành phố Mỹ Tho. Giới là được ấp bắc, không có giới.
heo nó 250 giờ. Người đó này. Bà không cho bỏ quá. Bà nó đi tu không à. Báo không cho đồng bạc nào, gia đình nào mà không phải đi nuôi nè. Thôi bà càng không khẩu. Về mới đi làm trong nhậu. Gặp bà xa. Bây giờ như ở dưới thằng Tây giờ chuẩn bị lên thị trấn
đó bây giờ là thấy có là đèn vấn đề là hệ thống đường xá với lại chợ búa với lại cống thoát nước chuẩn bị làm ha. Vì hồi xưa mình nói thấy cái thời mà Pháp nó quy hoạch trong trong cái xấu nó cái đẹp vậy làm sao cái đẹp đó sao ta thấy được trời ơi. Nó 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 nó